Ok, hôm nay thì hiện tại nó mới ra một con game mới, con game tên là Kung Fan. Tên nó khá là hề và con này thì nó sẽ giống với Ewin và Tewin, được chưa? Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách cài và cách tải và cách lên cái tài khoản ngân hàng các thứ nhá. Thì link game ấy thì nên tôi sẽ để dưới phần mô tả cho anh em nhá. Thì mình sẽ ấn này là tiền về rồi này. Thì hồi nãy mình có rút 50.000 và bây giờ tiền nó đã về rồi, rất là nhanh luôn, thế nhanh vãi. Ok, thì tiếp tục nhá, mình chỉ cần ấn tải xuống cái này thôi. Và khi nó sẽ xuất hiện một cái thế này. Đấy, thì anh em tải xong thì nó sẽ hiện ra là phần cài đặt của anh em đã hoàn tất. Và nếu anh em dùng iPhone ấy thì anh em làm thêm cái bước này này, vào cài đặt nha, sau lướt xuống cài đặt chung này. Đấy, vào cài đặt chung rồi sẽ vào cái lướt xuống có cái chỗ quản lý thiết bị. Đấy, sẽ vào cho phép là được, được chưa? Thì cái game nó sẽ hình như thế này. Đấy. Ok, và khi anh em đăng nhập ấy thì anh em nhớ đăng ký cái nick của mình nhá. Ừ, cứ đăng ký như bình thường thôi, rất là bình thường thôi. Ok, thì mình sẽ theo đi, mình đã đăng ký trước rồi. Anh em đăng ký thì cũng đơn giản, anh nào cũng biết thôi. Ok, vào thì đây là cái giao diện chính của game. Thì nó cũng giống với Ewin và Tewin các thứ thôi. Thì mình sẽ mở cái mục nạp tiền này. Thì mình hoàn toàn chưa nạp 1.000 nào vào đây hết. Lịch sử này chưa có nhá. Thì hôm trước mình có được 6.000 free. Và mình đã đánh lên được 100 mấy ạ. À nhầm, sau mình xuống 80 nữa là mình đã rút 50.000 rồi. Thì cái 50.000 đó hồi nãy nó mới thanh toán giúp mình đấy, anh em cũng thấy đúng không? Hồi nãy mình vừa thanh toán và 50.000 về đó. Thì ok, mình đây là còn hiện tại mình mới chỉ có 4 thép thôi, đúng, chưa có cái gì hết, được chưa? Thì ok, mình sẽ xem qua cái game. Đấy, thì có các game như bình thường thôi. Long hổ các thứ. Thì bây giờ mình sẽ cầm nhẹ nhàng là 35.000 đúng không? Đấy, ok, trước tiên thì đổi cái tên đã cho giống của mình. Đấy, mình là No Way đúng không? Ừ, được cái tiếng Việt này. Ừ, cái tiếng Việt này. Ok, đây rồi. Ừ, rồi, lại bị gì đấy. Đây, mình sẽ sửa lại No Way. Thì nói chung là tôi khuyên thật nhá, hiện tại cái lúc nó mới ra ấy, anh em rất là nên chơi. Vì hiện tại nó đang rất nhả, được chưa? Nó rất nhả luôn. Thì mình chưa nạp 1.000 vào cả mà mình đã rút được 50.000 thoải mái rồi, được chưa? Ok, mình sẽ thử lật bài đi. Từ 20.000 nào, quy xuống này, 4 này lên này, 9 này nhận này, được chưa? Tuyệt vời này, 8 này xuống này. Ok, ăn non vậy thôi. 7 này, xuống này, lên này, lên phát nữa này. Ok, ok, nhận 44.000, cố gắng lên 100 và rút luôn nhá. 2 này, xuống, lên này. Ok, 124.000, ok. Quá là ngon luôn đúng không? Nói chung là tôi nói thật là cái đoạn mới ra này nó nhả lắm. Anh em cứ thử đi rồi biết. Công nhận là nó đoạn đầu này nó nhả thật. Tôi chơi cũng kiểu địt mẹ đánh kiểu auto trúng luôn. Mình rút luôn nhá. Rút luôn 100.000 cho anh em xem này. Thì xem nó có về tiền về có nhanh không và nó có uy tín hay không. Mình sẽ làm trực tiếp luôn cho anh em xem. Rút tiền này. Được chưa? Đã gửi đăng ký rút tiền này. Ok, đấy. Thế là đưa 24.000 nữa. Thì mình sẽ xem bây giờ là mấy, lúc mình rút là mấy giờ và lúc nó về là lúc mấy giờ, được chưa? Thì đây, nói chung là nếu anh em mà ban đầu cầm 6.000 ấy, anh em vào tôi vào chơi ba lá này, ba cào nó phải liêng với cả ba cây này thì đặt kiểu auto dính luôn, đặt kiểu phát nào dính phát nấy luôn đấy, đéo hiểu kiểu gì luôn ấy, tôi đéo hiểu luôn. Tự nhiên 6.000 mà tôi chơi lên được 10 mấy nghìn, sau táo tôi vào đặt bom. Đặt bom đặt một phát là nó nổ lên 20.000 là tôi chơi lật bài lên luôn. Thì vào xem nào, cái lịch sử nhá. Thì bây giờ mình rút là lúc là 15:55. Đấy, cái này nó bị lệch một tiếng đấy mấy ông ạ. Nó bị lệch một tiếng đấy. Thì ok, tôi sẽ skip một tí cái đoạn tiền về. Ok, đây. Đây là cái bill. Đấy, nó về lúc 14:59, có nghĩa là 4 phút sau là nó về. Đấy, rất là uy tín và rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì link game mình có để dưới phần mô tả để anh em có thể thử tải để test nha. Hiện tại thì con game này rất đáng để chơi đấy. Anh em chơi nhanh luôn đi. Ok, cảm ơn em đã xem nhá. Bye bye.